đúng không? Một lúc đó mình chưa có, mà gọi giùm cho mình một xíu ADAC tới, kéo kéo lật cái xe sao lại, đánh được luôn xe, kéo lật cái xe lại rồi cái chạy tiếp. Chạy tiếp vui lắm, chạy tiếp vô làm luôn á, tới vô tới trễ vô trễ là tao bị lật xe. Đây có cái post cái chỗ nào, đây có cái post lua ai một post, không có cái gì hết, có cái post thôi, nhà cũ những cái post đây này. Rechts abbiegen auf die L486, dann links halten. Links halten und auf der L486 bleiben. Đường này thì quen lắm, đường rất là quen. Nên này cái chỗ lật xe chính trên này. In 5 Kilometern rechts abbiegen in die Pirmasenser Straße. 8 năm trời ở đây, 8-9 năm đi làm điên đường này. Ngày mai mà tôi xin được việc để thoát đi được chưa, cả hôm nay tăm tối, không có tương lai gì. Để đi được khỏi đây. Chú đi làm hàng ngày mà, đi sáng đi chiều về đi con đường này. Từ Đan mà đi Pimasen 20 cây đó, 20 cây đó. Nhớ vậy mà, nhớ mang máng mà. 20-22 cây đó, chứ không hết từng hơn đâu. Xong còn đi cái qua cái nhà băng gì, tên là nhà băng gì ấy. Xe cho này nè, đi chỗ bên này làm sao á, chỗ nào là phải nông, nó có cái giống như bên này nó có cái mương nông. Đi luôn lúc đó xe không có xe ngược chiều nông. Đỡ có nó làm nhanh lắm. Ờ đương nhiên rồi, ai xe cun đen là Alex phá bài sống chết ở trong ai xe cun đen, người ta bảo cái đâu một lần đường đã không, hai bên rừng cây không chỗ này, có thể là chỗ này, thì chỗ này nó không gần đâu. Cái cua ngay cái cua nó không có sâu, cái này nó không có sâu, chỗ này mới cứu được, chỗ đặt xong này thì làm mệt lắm ạ. Qua cái cua là cái gần cua này là ô tô, là cua ô tô bên trái, ô tô méo luôn đấy, trái trên đường về trên đường đi mới dùng trái được. Cái cua này, chắc cái cua này ở ngay đây nè, à đúng là cái cua này nè, đây cái chỗ trước này nè, đó qua cái cua này nó đi luôn rồi chỗ này nè, đó. Chỗ này thì ok. Chỗ này nè, lật xuống đây nè. Đúng rồi, phải ở trên kia đâu, ngay chỗ này nè. Này nó đông. Cua qua bên trái. Đông. Mà nó để cho nó ngàn lại được, cho nó lăn nữa là chết. Sâu nó lăn nữa. Đó, lên cái dốc này cái là tới chỗ nhà của em ngày xưa em ở đây nè. Chỗ này có pha su rồi. Đấy, nhà trước là nhà đỏ đỏ nè. Đó đấy. Đường đi vào đi. Ở đây này. Đó này. Đó. Rechts abbiegen in die Pirmasenser Straße. Ngày xưa ở đây có cái Europa Mart, biết cái nhà mẹ. Đây nè, Europa Mart, hồi xưa hai đứa gặp nhau đây nhớ kỷ niệm. Tôi đi từ trên này xuống, anh đi từ dưới này lên, tôi đi trên xuống, hai thằng gặp nhau ở đây, anh đi bên lề trái. Chỗ này xưa nhớ kỷ niệm tình xưa gặp nhau ngày xưa năm mấy năm sửa năm xưa chúng ta gặp nhau đấy, đấy ngày xưa gặp nhau đây, nhưng mà không có đêm mấy mưa rơi mà đêm mới rất là vui. Thôi mình đi tiếp, hai đi chơi nhau thì mà xem đến nhà anh Đức, anh Đức luộc trứng cho ăn đấy, có vậy mười quả trứng mà quen được bà này ghê.
Hồi đó Việt Nam mà nhà giàu mới ăn được 10 quả trứng. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ừ, là nó làm mình bên trước này. Cái nhà bà chủ từ Mai ở đây này. Cái dốc nó lên chút xíu. Được hình ảnh của mình, được là hình ảnh đeo ba lô đi dạo. À, Bùng Minh đây rồi. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Pirmasenser Straße fahren. Cái Bùng Minh này á, sau này mới làm chứ hồi trước không có Bùng Minh. Trước là con đường thẳng lên luôn. Họ kiến thiết đấy, kinh này. Ừ, là chữ lem bẹt nè, cho đùng. Tại sao bán cái gì đấy này? Này, chỗ này mới. Fish mà. Cả món cá. Chỗ này là cũng hơi bị ghê đấy, nó là trung tâm à. Đây, cái dốc này lên, cái lên chỗ cái dốc cái nhà bà chủ tìm hãng Mai ấy. Cái xe đời ngày xưa, cái xe đời cái xe. In 4 km links abbiegen in die Landauer Straße. Em nhìn chỗ này nè. Bên đây nha. Đây cái nhà này nè. Đó, nhà này nè. Cũng to. Đấy, nhà của bà đó. À, to với nhà số 1. Dốc công công nè, đấy. Nhà giờ chắc cơ bà chết rồi, chắc con đấy, bà. Chắc không ổn đâu. Nó cũng đủ, nó đủ sâu mà. Ừ, con đường này là đi đi lên dốc không đó mà. Xe nãy đó, xe thể thao nãy nó chạy ngang hút vô đây nè. Mùi khét khét. Mùi mình tính này. Lên tới đây tới ru băng. À, ru băng chứ biết hốt. Mình nói ra tao mới nhớ. Đây này, ngã ba này nó kêu ngã ba ru băng. Lúc mình về mình qua đường này à hay làm sao? Không, trên kia. Đường lên cao. Ru băng trên này nè, xưa tôi đi xe đạp đi trọt tới đây nè. Bên này nè đi trọt xuống nè. Đi đạp xuống đông hôm 1 2 giờ. Vậy chắc mình về qua đường này không? Tính về ăn uống thì vô đây ăn uống. Không, ăn uống thì ăn ở nhà chỗ nhà ấy, nhà Dũng đi. Dũng nói chuyện ăn đồ châu Á đi. Anh thích quả bé rốt bị lượn vòng luôn. Mét cân hộp. Cái chỗ mà quán bia ở trong rừng á, quán nhà hàng. Rechts abbiegen in die Hofstraße, dann in die nächste Straße links abbiegen. Rechts abbiegen in die Sengelsbergstraße, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Ngày xưa hai bên nhà đây là dân nhà giàu ở không đó, nhà giống như kiểu biệt biệt thự á, nhà nhìn cái nè. Hai bên nhà. Nhưng mà anh thấy nhà bên đây họ không xây khác biệt so với hàng xóm không? Nhà mình tự nó xây cung điện thích ghê. Cung điện nó nổi bật lên. Đây các nhà vậy chứ nó chỉ nhỉnh với nhau tí thôi à, chứ tao không có làm gì mà khác kiểu quá. Đúng rồi, sẵn mình đi thì vô đây luôn, khỏi lắc về, khỏi có ghé đây nữa. Không rồi, khỏi mất thời gian. Chốc độ xe ở đâu đó, xe cốc phần Lan này đi bộ lên à? Đúng rồi, đậu cốc. In 500 Metern links abbiegen auf den Adolf-Ludwig-Ring, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Tôi đi xe đạp ha. Từ Lâm Bẹt tôi đi đường này. Rồi tôi còn nhớ trơn. 1 2 giờ khuya về. Links abbiegen auf den Adolf-Ludwig-Ring, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Đó, quẹo đường này vô Bẹt hết. Đó, để chữ
Rechts abbiegen auf den Adolf-Ludwig-Ring, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Ở thành phố Vinmasan thì có cái chỗ rừng này nè, người ta mùa hè thì vô đây đông lắm. Bây giờ còn đông lắm không? Uống bia ha, đi dạo trong này nè, cái rừng này rộng lắm mà, rừng Fensavan nó rộng lớn lắm. Vậy vào vòng vòng mình đi ra đi. Vòng đây này mà đi đâu? Chưa, đã vô tới đâu, vô tốt trong kia kìa. Cây số trong á, ngày xưa tôi đi đường xe đạp mà 1-2 giờ kia tôi đi đường đạp này xe mệt mệt nhá. Bây giờ ra tới Ru Băng nãy mới tọt đường rừng đi xuống dưới. Bây giờ đi không nổi nữa. Hết thời. Khoảng 5 cây số à. Có khi mà trời đi làm về khuya cái mưa á, từ trong chạy ra trên cái dốc này nè thì dẫn bộ. Nó bị cao hết á. Em biết không, dẫn bộ á. Xong là các ông chủ không thấy trời mưa không cho. Lúc đó mình mới, mình đâu có mang áo mưa nữa đâu. Bất chợt nó mưa, cho cái áo mưa, nhớ cái áo mưa. Okay. Bây giờ đi về. Mỗi họ chân tròn đi không nổi nữa. Thấy không, đường rừng không, thấy không? Trời. Vậy chứ mùa hè ngày xưa đông lắm á. Xưa kinh tế phát triển thì đông chả đông. Giờ không có tiền người ta đi. Ôi, dân nước nó có đi chơi đấy. Đó, đường này đi vô là vô Beckenhof. Ngày xưa là mình làm ở đây cũng mấy năm trời đó. Cách đây gần 40 năm rồi. Lúc mà mới qua Đức á, là mình làm ở đây đầu tiên nè. Sao lâu cái vậy đó? Ô, đâu vô còn cả cây số mà. Trong mùa hè xe đậu đặt hết trơn nè. Đậu trong này dữ lắm. Còn cặp theo đường này luôn. Cái thời hoàng kim nó qua rồi. Bây giờ chắc dân nó nghèo. Có khi nó chả còn mấy cái nốt nữa không đây. Nước Đức bây giờ nghèo rồi. Đúng rồi. Nghèo sau đại dịch là nghèo rồi. Đây nó đây đây. Đi vào vòng quanh cái bạc cái đi ra luôn. Đó, trong này có cái nhà hàng này. Vào cái bạc đi vòng quanh cái bạc đi ra. Bạc ở đây hay là bạc ở trong? Bạc này nè. Đây là cái bạc đó. Đi lượn vòng vòng đi ra. Ừ, đi lượn vòng này. Nó để bây giờ mà trở thành cái chỗ camping plat rồi ông ơi. Đây này nhìn này, camping plat đây này. Đã có camping ở đây này chứ đâu còn buôn bán gì nữa đâu. Có buôn bán có chứ. Cỏ mọc đây kia có cái đấy gì nữa. Có chứ, camping thì có. Đây này camping plat rồi ông ơi, không có nữa đâu. Đây nè cái nhà hàng đó đó. Cái nhà hàng trước mặt mình đó. Đó có cái nhà là nhà hàng đó. Bên này là bia gạch tình nè. Chỗ này là camping plat này. Bia gạch tình ở đây nè. Bán hàng nữa không? Chắc có. Đấy, bia gạch tình bên kia vẫn còn ngồi, người vẫn ngồi kìa. Đây mà, vẫn còn người ngồi nữa. Đi dạo trong này rừng nhiều lắm. Đi dạo, dã ma luôn. Vẫn còn. Không có nghỉ đây không? Không. Đi ra luôn hả? Đi luôn, mình có thời gian đâu. Đi ra đi luôn. Bây giờ cũng muộn rồi gì nữa. 11:42 vào trong thành phố, còn đậu xe ở cổng làng còn đi bộ lên chứ đâu trời. Đó, giờ đi ra nha. Đi ra thôi xong rồi, vậy là sao chắc hồi quay vào nữa. Điện đường phang luôn. Cái đường này bị băm hết rồi. Sao cái gì nó đi mà nó băm nát cả cái con đường này ra không biết. Xe đó chứ em đậu xe ngoài đường lúc ra có vào đây thì vào
1,5 Kilometern rechts abbiegen in die Lemberger Straße. Sen á, đường này sửa hồ bơi trước mặt này, trước đây nè, chút xíu có hồ bơi. À ngày xưa đây có cái xăng chỗ này nè, chỗ xe đậu cái xăng bây giờ dẹp rồi, là chỗ Oroca đó. Đó ngày xưa có cái bãi đó là cái xăng đó. Bây giờ dẹp rồi, sập tiệm mẹ rồi. Tỉnh dậy đi mày. Đây nè, cái xăng đây nè. Thấy không, cái chỗ này cái xăng nè. Bây giờ dẹp luôn rồi, đây cái xăng nè. Thấy không? Ít người đi thì thôi rồi, sao đó. Làm ăn không được, bây giờ làm ăn khó khăn lắm. Không phải như ngày xưa đâu, cả thế giới luôn. Nhà thờ đây sao thì có mảnh nhọn này. Đây hồ bơi bên này nè, đấy bên phải mình đấy, cho nên cửa đi vô hồ bơi. Ngày xưa mình vào đây tắm trong ao hồi sụp hàng đi. In 400 Metern links abbiegen in die Landauer Straße. Xong rồi sao mà rẽ vào cái cầu Phật Lan đấy. Đây nè, trước này nè, nó rẽ ra đây nè. Đi con đường bên trái nè. Đúng không? Chính xác đấy nha. Đi mất công. Thôi, thấu địa ở đây nè. Xưa có nhà hàng đây nè, đây nè, nhà hàng đây. Lô tốt. Đâu rồi, nó ở trên, nó ở dưới. An der Ampel links abbiegen. Đây nè, quẹo trái luôn. Đường này đi. Tôi sợ, tôi tưởng là trên đi đâu. In 900 Metern links abbiegen in die Pirminiusstraße. Đường này đi bis đi Finningen á, sư nhà anh Dung ở đây nè, tôi đi làm về thôi. Andrew ở đâu đấy, tôi diễn đây à, anh em August Andrew ngon thế. Ở đâu chứ, là về đây cáo thì thôi. Andrew ngon lắm, tôi hơi bị mê hoặc. In 400 Metern links abbiegen in die Pirminiusstraße. Chỗ xe đậu trước á, quẹo trái tới rồi. Này nó mới xây nè, các bạn hao rồi. Cũ thế. An der Ampel links abbiegen. Tôi nhớ cái đường này, ngày xưa tôi mua xe máy ở đây. Đây mua xe máy đây nè. Đó tìm xe máy này nè, đó. Spyrat á. Tôi mua thì sướng quá, hàng chủ là lần tiên mới có xe bảo ừ. Mừng ơi mừng. Ủa, à cái cổng còn. Cổng cọc lên thì chưa còn. Sie
sind am Ziel, Wiesenstraße 5. Das Ziel liegt rechts. Chỗ nào chứ má? Đấy thằng nó ra anh cứ vô với em. Không, ai đậu giữa tôi không đậu. Coi chỗ nào đậu mà. Mình đậu mình đi lâu mà mình đậu chỗ nào cho nó. Hả? Anh bảo sao tôi biết vậy, nó đâu biết gì đâu. À, vô đây cũng được. Vô đi. Tùy à. Vô đi cho nó nhanh ra. À. À, tới rồi. Tới rồi. Tới cái này là Kaufland của thành phố Pirmasen. Ngày xưa hay mua ở đây lắm, Endlich. Đó, giờ đi tới rồi, dành đậu xe đây là mình đi vô phố chơi nha. Em đi đây. Chu găng đằng kia mới á. À, đi xuống dưới cặp lan đây. Bây giờ mình đi bộ cả phố. Phố của thành phố Pirmasen. Không đâu có. Trước đây nay vùng này có cái chợ trời. Còn ở đây là bạc đậu xe. Đây, đi lên dốc em ơi. Thành phố này là nó nằm trên dốc phải không? Nằm trên cái đồi á. Ồ, đây đang sửa con đường này. Đây là phố đi bộ của thành phố Pirmasen. Đó, phố đi bộ của thành phố Pirmasen. Đấy, đường trung tâm á, đường phố đi bộ á. Đó, giờ qua ngồi uống cà phê. Cửa hàng Ý nè, ngon nè. Bây giờ ngồi đây ăn kem. Cửa quán Ý nè, ở trung tâm phố đi bộ thành phố Pirmasen. À, đây. Ăn món gì để em lựa đi. Spaghetti ai thôi. Đây này, lựa thực đơn nè. Em mua spaghetti ai với lại cà phê thôi ạ. Cà phê nọc ban cà phê thôi. Ý là ngon lắm á. Đây đang lựa cái món kem Bacasti nè. Ba loại này thì giá nó là 6.2 đồng. À không, 6.2 đồng lựa này. Còn đây cái này là 5.2 đồng. Em ăn cái loại trên này phải không? Victor Expert Soja nè. Thôi tôi ăn cái này đi ha. Cái này là cái này đi. Hai cái này. Này cái này đi.
là cái quán kem của Ý ấy, là nó thành công khắp nơi cho nước Đức luôn. Ở đâu cũng vậy, người ta thích ăn kem của nó, với hai nữa là cà phê nó cũng ngon nữa. Mà mùa hè là người Đức ăn kem dữ lắm. Mùa hè người Đức ăn kem rất là nhiều luôn. Quán lúc nào cũng đông người hết trơn trời. Ừ, đông ghê không? Cho sữa uống, sữa canh nó không uống, thôi. Thank you. À, ếch bẹt ở đây. Ở đó. Này, tôi ếch bẹt, ít thia. Dạ, đang có xin. Đây, đó. Không nhiều quá. Em muốn thêm. Rồi. Của mình đây nè, đó thấy chưa? Spaghetti luôn á. Rồi, bây giờ ăn nha. Hai bên như nhau thôi. Đây là mùi đó, mùi hương thơm. Mà nó không có đồ không tốt. Nó chỉ quần áo cho bạn nhau nhau á. Mà cái công ty của như không phải của Đức thì gì cũng ừ. Bán được đâu, bán được.